Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Quang Danh, sinh năm 1998, ngụ phường 9 thành phố Trà Vinh, điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, chiều ngày 31 tháng 5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện Thiên Ân, thành phố Trà Vinh để tiếp tục điều trị bệnh. Xe cấp cứu lưu thông đến đoạn thuộc phường 7, thành phố Trà Vinh, tài xế thấy có hai xe máy chạy cùng chiều phía trước nên bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước. Nhóm người đi xe máy chạy theo đến gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh đã chặn xe cấp cứu, dùng gạch đá ném rồi lái xe máy bỏ chạy. Vụ việc được camera ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Công an thành phố Trà Vinh nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời ghi nhận xe cấp cứu bị hỏng kính chắn gió trước và bên hông tài xế, gương chiếu hậu, cốp đầu xe. Quá trình thu thập thông tin vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập Danh, Nguyễn Thị Mỹ Chi, sinh năm 2003, ngụ xã Long Đức, thành phố Trà Vinh và Huỳnh Thúy Nhi, sinh năm 1999, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải đến làm việc. Theo kết luận định giá, tài sản bị hư hỏng có giá trị trên 5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Danh thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an tiếp tục xác minh để xử lý đối với Chi và Nhi theo quy định của pháp luật. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ chặn và đập bể kính xe cấp cứu diễn ra tại Trà Vinh, ngày 5 tháng 6, công an thành phố Trà Vinh đã triệu tập lấy lời khai Hà Quang Danh, 25 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải và hai người phụ nữ đi cùng là Nguyễn Thị Mỹ Chi, 20 tuổi, ngụ xã Long Đức, thành phố Trà Vinh và Nguyễn Thúy Nhi, 24 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Qua làm việc, Danh và Chi thừa nhận đã chặn đường và dùng gạch đập bể kính xe cấp cứu, đồng thời nhận thức được hành vi này là sai, vi phạm pháp luật. Vụ việc đang được công an thành phố Trà Vinh tiếp tục làm rõ. Trước đó, ngày 3 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người chặn đầu xe cấp cứu, chửi bới. Trong đó có một nam thanh niên dùng đá đập vỡ kính xe, khiến nhiều người phẫn nộ. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 31 tháng 5 trước cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Tài xế trong đoạn clip là anh VQ, tên viết tắt. Toàn bộ sự việc được anh C, tên viết tắt, tài xế xe cứu thương đi cùng ghi hình bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội. Anh C cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, anh Quy lái xe cấp cứu chở bệnh nhân đi từ bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh về bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh để tiếp tục chữa trị. Bệnh nhân phải thở máy suốt quãng đường chuyển viện. Trên đường đi, tài xế Quy nhìn thấy một nam thanh niên cùng hai người phụ nữ. Nhóm này lái xe máy đi dàn hàng ngang. Lúc này, tài xế Quy hú còi để xin nhường đường, nhưng nam thanh niên chỉ quay lại nhìn. Sau đó, vì lo lắng cho bệnh nhân trên xe, tài xế Quy bật thêm một chiếc còi nữa thì bị nam thanh niên quay lại chửi rủa, chặn đầu xe. Nam thanh niên này nói, xe cấp cứu trên Sài Gòn xuống đây gặp tao phải tắt còi, sao mày dám hú còi, tao là trùm ở đây, tụi mày phải biết điều. Tài xế Quy đã giải thích, trên xe có người bệnh nặng lắm anh ơi, trên xe có bác sĩ đi theo nữa. Nhưng người này tiếp tục chửi rủa, phóng xe về phía trước để tìm hung khí. Khi xe cấp cứu di chuyển đến cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, nam thanh niên này cầm một cục đá to đập vỡ kính phía trước, kính chiếu hậu và kính cửa sổ tài xế. Bị tấn công bất ngờ, anh Quy chỉ kịp mở cửa chạy thoát. Bản thân anh cũng bị đá và kính đập vào người. Do lo cho tính mạng của bệnh nhân, tài xế Quy đã gọi điện nhờ trợ giúp di chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. Sau khi sự việc diễn ra, anh Quy đã phải nằm ở nhà dưỡng thương khoảng 3 ngày mới có thể tiếp tục đi làm. Một phần do bệnh viện quá đông bệnh nhân, tài xế Quy cũng phải cố gắng chịu đau để đi làm, anh C nói. Sự việc đã được trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an thành phố Trà Vinh nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Bước đầu ghi nhận, xe cứu thương bị hỏng kính chắn gió trước, cửa kính chắn gió, kính chiếu hậu, cốp đầu xe. Xe cứu thương cũng đã được đưa đi sửa chữa, dự tính thiệt hại có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Sau vụ việc trên, nhiều người đã đặt câu hỏi với hành vi đập phá cửa xe cứu thương của nam thanh niên có bị xử lý không
Và nếu bị xử lý thì sẽ xử lý như thế nào? Trả lời vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xe cứu thương là xe được quyền ưu tiên trong giao thông đường bộ. Theo đó, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau, từ bất kỳ hướng nào tới, không bị hạn chế tốc độ, được phép đi vào các đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân thủ theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, ghi nhận của báo Dân Trí. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không gây cản trở xe được quyền ưu tiên. Việc cản trở xe được quyền ưu tiên tùy vào tính chất mức độ sai phạm. Người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Theo luật sư Bình, người thực hiện hành vi cản trở giao thông đường bộ có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Đối với hành vi cố ý gây thiệt hại tài sản của tổ chức cá nhân khác, người vi phạm có thể bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác định nam thanh niên trong sự việc có hành vi cản trở xe cứu thương đang đi làm nhiệm vụ, gây thiệt hại sức khỏe hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân do không cấp cứu kịp thời, đối tượng đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo thông tin, hình ảnh được cung cấp cho thấy nam thanh niên đã cố tình cầm cục gạch lớn, đập mạnh vào kính chắn phía trước và bên hông chỗ tài xế ngồi, khiến xe cứu thương hư hại nghiêm trọng. Căn cứ quy định tại Điều 178 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, nam thanh niên có thể bị xử lý hình sự. Căn cứ mức độ nguy hiểm của hành vi, nam thanh niên có thể bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù tối đa là 20 năm tù. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc nam thanh niên đập vỡ kính xe cấp cứu kèm theo lời tuyên bố "Tao là trùm ở đây, sao mày dám hú còi?" Tối ngày 4 tháng 6, thông tin từ báo Dân Trí cho biết Hà Quang Danh, 26 tuổi, trú tại phường 9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, người cầm đá ném vỡ kính xe cấp cứu. Danh nhận lỗi, cho biết đang trên đường về nhà để trình diện công an. Danh chia sẻ, lúc đó tôi có hơi men, bị xe cấp cứu ép suýt ngã xuống ruộng. Tôi vượt lên yêu cầu tài xế nói rõ ràng nhưng lại bị thách thức. Quá nóng nảy nên tôi đã cầm đá ném xe cứu thương. Nhưng khi biết trên xe có bệnh nhân thì tôi rất hối hận. Đồng thời nam thanh niên còn nói thêm, sau khi gây sự, anh ta đã gọi người quen có xe cứu thương đến hỗ trợ để chuyển bệnh nhân. Tuy nhiên, một xe cứu thương khác có mặt gần đó đã hỗ trợ chuyển bệnh nhân miễn phí. Danh cũng cho rằng anh ta không liên lạc được với chủ xe cứu thương bị ném đá để xin lỗi. Vì thế đã hứa với người điều phối xe cứu thương của bệnh viện Chợ Rẫy là sẽ bồi thường tiền sửa chữa chiếc xe. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Cường Phúc Thọ, chủ xe cứu thương bị ném đá cho biết hiện chiếc xe vẫn chưa được sửa chữa, chi phí sửa chữa ước tính khoảng 16 triệu đồng. Bà Thủy cũng cho biết tài xế bị thương ở tay, vết thương đã khô. Chúng tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía người gây ra sự việc. Rất may khi tài xế bị kính văng vào người đã che chắn kịp, không ảnh hưởng vùng đầu, đề nghị cơ quan chức năng xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Phía Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân cho biết sức khỏe bệnh nhân liên quan sự việc đã ổn định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên là chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.